ông đi, nói chung là không họ hàng, không thân tộc, không bà con, không một cái gì hết, nói chung là như vậy. Ủa sao mà chị đi qua bánh được, có ai qua đánh chị không? À, chị đi dặn con Lai. Ờ, em chào chị nha. Ờ, chào em. Dạ. À, cho em hỏi là chị Nguyễn Bích Thủy. À, Nguyễn Bích Thủy. Rồi chị năm nay nhiêu tuổi rồi? À, chị sinh năm 72 tuổi tí. Ờ, 72. Dạ. À, chị muốn lên chương trình em là tìm cho chị một người hay sao chị? À, thì nói chung thì chị cũng muốn lên tìm bạn để mình trước nhất là mình tâm sự đi. Dạ dạ. Giúp cho mình nói chuyện vui đi, rồi dạ. Sau đó rồi. Dạ. Nếu mà học tính tiếp. Dạ, thì đúng rồi, thì buổi ban đầu thì nếu mà em quay chị lên thì em đưa lên thì có anh nào thì trước nhất là tìm bạn để mà tìm hiểu với nhau, rồi dạ. Sau tìm cảm bạn nhau. Đó cảm thấy hợp á thì mới đến với nhau. Dạ. Dạ. Cho em hỏi chị hiện giờ chị sinh sống tại đâu? À, chị sống tại Michigan. Là mà bên Mỹ ha? À, bên Mỹ. Dạ, dạ. Gần Chicago, chạy cách Chicago 3 tiếng. Nếu dạ. Mà đi xe hơi nha. Còn nếu mà là đi máy bay thì 45 phút. Dạ. Rồi cái việc hôn nhân của chị ra sao chị? À, nói chung thì chị cũng ba lần gian dở em. Lần đầu tiên thì chị có gia đình tại Việt Nam là năm chị 18 tuổi, thì chị sống với ông xã của chị thì được 9 năm. Dạ. 9 năm thì ông xã chị quậy quá, ông xã chị nhậu, nói chung là ông không có lo lắng. Dạ. Nhậu không à, nhậu thì chị sống được 9 năm thì chị sanh được hai đứa con gái, là một đứa lớn là lúc đó được 9 tuổi là tên Cao Thị Bích Tuyền. Dạ. Đứa thứ nhì là Cao Thị Ngọc Mua. Dạ. Thì thấy chị khổ quá thì chị không nổi, thì chị có một nhỏ em nó làm thành phố như em và con ông chị đó, nó ở Đồng Tháp á. Dạ. Nó về nó thấy chị khổ quá thì nó đem chị đi lên thành phố làm cho cái hãng làm hàng áo á. Dạ. Yeah. Chị chốt của ông xã chị đi là chị thôi luôn cho tới năm 2006 là chị đi qua Mỹ. Dạ. Yeah. À, chị đi qua Mỹ là năm 2006 thì đi qua đây nói chung nó rất là khó khăn, giống như chị giống như đi qua là hai bàn tay không đi, nói chung là không họ hàng, không thân tộc, không bà con, không cái gì hết, nói chung là như vậy. Ủa sao mà chị đi qua bánh được, có ai qua đánh chị không? À, chị đi dặn con Lai. Dạ. Ủa à, chị là con Lai hả? Đúng rồi, nếu mà đi dặn con Lai thì đi cách hôm nay khoảng ba mấy năm mà chị? Không, tại vì nói chung lúc đó chị không có thích đi, tại vì lúc đó cũng có rất là nhiều người cưới, cũng có tại ở Việt Nam mình luôn, tại ở Tiểu Cần luôn, cũng có một anh đó cũng gia đình cũng khá giả lắm, cũng đi cưới nhưng mà tại không có duyên nợ rồi thân nữa thì đó. Nói chung thì chị rất là thương bà ngoại chị không muốn đi. Dạ. Sống thì gia đình cũng nghèo nhưng mà chị thì thương ông bà lắm cho nên chị không có thể nào chị bỏ bà ngoại chị đi hết, cho nên chị ở đó mà chị lập gia đình thì chị mới gặp ông xã chị. Ông xã chị là rất là nghèo nhưng mà nghèo thì cái nghèo chứ không có sợ, nói chung là cái nghèo là mình không có sợ nhưng mà mình sợ cái là không làm. Dạ đúng rồi. Cái nghèo hay là cái dốt vậy không bao giờ chị sợ, nếu mà nghèo mà mình chấp nhận, mình lo mình làm ăn thì chẳng qua mình nghèo thì cũng tại vì do cái số của mình. Yeah. Còn nghèo mà không ăn mới là sợ. Yeah. À, cho nên chị gặp ông xã chị thì lúc đó chị khổ lắm, nói chung. Yeah. Là chị khổ cho nên chị muốn đi. Lúc bà ngoại chị mất là năm 2002 2003 gì là bà ngoại chị mất, rồi lúc đó là bắt đầu chị mới tiếp tục chị làm giấy tờ chị đi. Yeah. Đi qua đây nói chung thì cũng bên đây thì nó cũng khổ lắm chứ không phải là nó, nếu mà mình có bà con thân nhân bên đây á thì mình đi qua đây á thì nó khỏe, còn chị là giống như là từ một cái thế giới khác luôn, nói chung là như vậy. đi qua là con còn nhỏ là khổ, con chị lúc đó nhỏ cái lớn chị mới có 14 tuổi à. Yeah. Còn lúc nó mới có 8 tuổi à. Nói chung nó thì Việt Nam mình nó có cái câu đồn nó rất là phong phú, nó rất là giống như là nó đưa cho trong đầu người ta nó một cái gì giống như là gọi là tin tưởng. Dạ.
thì nói chung là nói hồi xưa đồn là con lai đi qua đây á, là gặp tìm một cha rồi bên đây là con của Mỹ, người ta lo từ A tới Z đúng không? Dạ. Nhưng mà nó cái đó là nó hoàn toàn nó khác hẳn 100%. Dạ. À, thì khi mà chị đi qua đây á thì nói chung cũng có chứ không phải là, nhưng mà được cái nhà thờ chị em cô bác anh chị trong nhà thờ là ông mục sư đồ đó là người ta đứng ra người ta bảo trợ cho chơi mình. Dạ. Để qua rồi mỗi một người chung tay chung sức với nhau, giống như một người cho cái tô, người cho cái chén, người cho bao gạo, người cho, nói chung là chị không có xíu vấn đề vật chất, chị yeah. không có xíu một cái gì, quần áo son nồi chén bát là chị đầy đủ hết, chị không có thiếu. Yeah. À, rồi cũng có xã hội, cũng có nhà nước lo, nhưng mà người ta lo một phần. Ví dụ giờ lần đầu tiên chị qua Mỹ là người ta cho chị được 1.500. Yeah. 1.500 đô rồi chị có thôi chứ không có nhiều cơ. Yeah. À, rồi 1.500 đó là để cho mình trả tiền nhà mỗi tháng. Yeah. Chứ không, người ta cho mình cầm nha, đó là không có. Yeah. Người ta chỉ cho mình, mỗi lần người ta trả tiền nhà cho mình mỗi tháng, người ta đứng ra người ta mướn nhà cho mình sẵn luôn. Khi mà ước chuyện ngoài sân bay về là có chỗ ở đầy đủ hết. Không, yeah. nói chung là mình không có thiếu về vấn đề đó. Yeah. Nhưng mà mình về cái vấn đề như là mình đường đi là một, mình không biết tiếng Anh là hai, mình nói chung là mình không có một cái gì giống như là gọi là Việt Nam mình giống như vậy á. Yeah. Như là chị bị suy tập tinh thần. Yeah. À, tại vì mình nghĩ trong đầu mình, ô mình đi qua Mỹ thì cũng giống Việt Nam mình, cũng có ruộng có đất có giường, người ta cũng cho mình một miếng giống vậy, giống như trong đầu chị đang nghĩ là một cú luôn. Chị nghĩ lúc đó chị biết không, chị đi ha, chị mua mà hộp cơm muống á, yeah. cái hộp cải mua 2 kg, thì chị nghĩ nhớ là đi qua Mỹ này là mình có cái chỗ để mình ở, là một cái chỗ trồng trọt, mình nghĩ giống như ở dưới quê thôi. Yeah, yeah. Ở chỗ cần, ở dưới quê chứ cũng ở quê, ở chỗ cần chứ cũng ở trong đồng trong ruộng mà. Yeah. Thì chị đau muốn rồi mọi mua hộp rau cải nhiều lắm, nhưng mà khi mà bước chân qua Mỹ rồi á, chị qua tới bên đây là 6-10 giờ tối, 10 giờ tối cũng giống vậy đi. Yeah. Mà về chị về một cái apartment, cái chung cư gọi là chung cư đó, thì bắt đầu tinh thần chị nó suy sụp liền. Yeah. Giống như nhìn chỉ có 4 bức tường thôi. Cái đường đi mình không có biết một cái gì hết. Mình không có biết một, có biết không, chị đi qua đây ở 2 tháng chị chỉ nhìn 4 bức tường thôi, không dám xuống đất sợ không biết đường đi lên. Nó khổ là vậy đó. Yeah. À, mình đi đâu cũng được, không mình không có tiền thì mình kêu xe ôm, mình không biết đường đi mình kêu xe ôm, không chở mình đi tới đâu cũng được, nhưng mà bên Mỹ này nó không có chuyện đó. Đúng rồi. Nó không ai chạy xe ôm. Yeah. À, rồi xong rồi mình muốn đi đâu nhờ người ta, mình cảm thấy giống như mình làm phiền người ta. Mình đi chợ thì mình cũng nói chung thì người ta cho mình đồ ăn đầy đủ, chặt đầy đủ lạnh hết, nhưng mà cũng một thời gian mình cũng ăn cũng hết. Yeah. Rồi cứ mỗi một lần mà thay phiên nhau mời người này giúp mình đi chợ, ví dụ như em đi, em giúp chị một tuần, giống như là cuối tuần chủ nhật hoặc là thứ bảy thì em gọi cho chị, em nói chị ơi chị có muốn đi chợ không, em chở chị đi chợ nào đó. Yeah. Mua gì đó thì chị quýt em là của Mỹ cho mỗi sáng là 3.000 con được như là 600 mấy, đó là tiền ăn nha. Yeah. Còn 1.500 là giống như mỗi tháng là người ta trả tiền nhà cho mình không phải lo tiền nhà đó. Yeah. Rồi ăn là được 650, thì nói chung thì tiền ăn thì chị ăn không có hết, tại vì mới qua thì chị không có ăn nhiều đâu, tại vì mình đang gầu đang lo gia đình mình ở Việt Nam, rồi mình qua đây giống như chỉ có 4 bức tường á. Yeah. Chị sập 1 năm trời chị không ngủ. Yeah. Em có tên không được, không ngủ. Yeah, yeah. Qua được sáng cái chị mà nói chung thì chủ chợ ta cũng thương lắm, chủ chợ. Yeah. Ta cũng người Việt Nam cũng thương lắm, ta chở chị đi tới nhà, ta chỗ chị ở, ta chở chị đi là tới chỗ chợ ta làm. Yeah. Đó, rồi chiều người khác là chở chị về. Yeah. Chính như bạn chị em trong nhà thờ đó là chở chị về. Yeah. 5-6 giờ gì đó, rồi chị làm được nửa tháng thì bắt đầu xã hội mới đi tìm việc làm cho chị. Yeah. Đi tìm việc làm vô cái hãng kim đồng hồ xe hơi mình đó. Yeah. Làm mà lúc đó tiếng Anh chị không có biết gì trơn á, chị điền đơn thì cũng có một sư ông giúp mình, rồi đi thông dịch thì cũng có người trong nhà thờ đi thông dịch cho mình, nói chung tất cả mọi người ta cũng đều thương chị lắm, thì cũng sẵn sàng giúp chị đó. Rồi cái chị đi làm chị không có ngủ được, chị về nhà chị mở nhạc lên chị nghe Bribana, chị nghe suốt một đêm một ngày, bằng ngày thì nó buồn ngủ, mà bằng ngày thì buồn ngủ thì mình lại đi làm sao mình ngủ được. Yeah. Thì tối về chị thức trắng đêm như vậy mà chị không có ngủ được, mà 1 năm trời luôn chị cứ uống thuốc của bác sĩ cho. Cái lúc đó thì là chị vô hãng chị làm được 6 tháng thì bắt đầu cái có người Việt Nam ta không thích mình, giống như người, gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới á. Yeah. Người ta làm
quá, chị cũng cố gắng lắm, chị cũng cố gắng chị làm, chị làm thì chị vượt cái chỉ tiêu hơn người ta. Ví dụ như số lượng người ta 5.000 thì chị làm giống như chị làm suốt chứ không có nghỉ. Người ta cho nghỉ 10 phút để 5 phút để đi ra ngoài giải lao ăn uống nghỉ ngơi, nhưng mà chị không ra, chị ngồi đó chị gác chị chạy, thì chị làm được 5.500. Chị làm được 5.500 thì cái người Việt Nam đó người ta ích kỷ, người ta ghét chị, người ta mới đi đi lại, người ta hỏi chị, người ta hỏi ủa sao cái giờ nghỉ trưa mà sao em không ra, cái giờ nghỉ rest time mà sao em không ra. Thì chị cũng thật tình lắm, chị cũng nói một câu, chị nói ra 5 phút em không có làm thì sao em ngồi trong đây em chạy luôn. Thì người ta bắt lỗi cái câu 5 phút đó, người ta lên văn phòng người ta mét với bệnh sức ba sơ của chị á. Người ta nói chị á là chị ít cho ra có 5 phút thôi, người ta không thèm ra, người ta ngồi đất người ta chạy. Là chị nghe nha, là chị chạy đó là đúng ra là chị không phải làm giỏi, mà tại vì chị nói là lên văn phòng mét là nói nó không phải nó làm giỏi đâu, mà nó nói mày cho nó có 5 phút nó không thèm ra, cho nên nó ngồi đó nó chạy luôn. Thì cái bà supervisor Mỹ này á, bà cũng tin cái lời đời người cũ hơn là cái người mới. Bà không hỏi chị một câu nào hết. Chị làm đúng tới 9:30 thì lúc đó 12:00 đêm chị mới về nhà. 12:00 đêm là chị làm 3:00 chiều tới 12:00 đêm. Thì mới có 9:30 thôi là bắt đầu cái bà kêu chị vô, bà đuổi chị về. Bà kêu là lúc đó chị hiểu được chỉ có hai từ go home thôi, chứ ngoài ra chị không hiểu được gì hết. Cái bà kêu chị go home. Chị cũng nghĩ ban đầu chị cũng nghĩ là bà kêu chị lại ngay chỗ làm để chị ngồi là chị đưa cái label mà để cho bà lấy hàng cho chị đó. Cái bà nói vậy chị cũng suy nghĩ với bà. Bà kêu mà lại đó ngồi chờ, cái chị cũng lưỡng lự, cái chị mới kêu cái cô kia chở chị đi làm. Chị kêu cô ba em đâu, cô lại cô thông được con sao, bà ship bà nói gì con không hiểu. Thế thì bà ship của chị bà mới là lại nói với cái bà cái cô mà chở chị đi làm á, là nói là tại sao mày kêu nó đi về. Thì cái sếp của chị mới nói là tao kêu nó đi về. Thì bà này hỏi tại sao, nó nói là rồi chừng nào nó chở vô nó làm, thì bà nói là tao không biết, thì bây giờ tạm thời nó đi về đó. Thì khi mà cái con nhỏ mà nó kiểm thẳng cái chất lượng số lượng đó, la lan chó la lan nó mới cho chị đi về, nó chở về. Thì nó nói là ngày mai mày chở cho mày làm. Thì về chị khóc, chị không biết chuyện gì. Chị nói nếu mà bà đuổi mình á thì bà cho mình biết lý do, mình chặt cái gì, mình chặt cái gì thì bà cho mình biết lý do. Còn này bà không biết lý do gì hết. Vậy xong thì chị về, chị mới khóc sáng rồi chị mới gọi cho ông mục sư chị á, chị nói là mục sư ơi, mục sư làm ơn lên hãng là hỏi tại sao con bị đuổi, là con không biết lý do con chặt chị cái gì. Thì ông mục sư đó ông mới lên trên hãng của chị, ông mới đi gặp cấp trên, ông mới hỏi là tại sao mình đuổi nhỏ này. Thì ở trên văn phòng người ta không biết, người ta không biết là chị bị đuổi, cho nên người ta đi xuống người ta để người ta tìm còn tại sao chị bị đuổi. Thì cái bà ship mà bà quản lý chị đó, bà sợ bà bị ảnh hưởng, cho nên bà không biết bà nói làm sao đó. Thì ở cấp trên người ta mới kêu chị chở vô làm, mà người ta đi quan sát chị, người ta đi vòng vòng, người ta coi cái cách của chị làm. Thì người ta thấy cái ông cấp trên đó, ổng cũng là cái người nhận chị vô làm, ổng thấy cái việc làm của chị, cái cách làm của chị ổng rất là thích. Thì ổng mới nói là ô chắc là hiểu lầm đó. Thì chị làm thêm được 2 tháng nữa mà chị thấy không ổn, tại chị thấy cái cách của cái bà ship mình, bà khó chịu với mình lắm, bà ghét mình giống như mình. Cái người đó cũng là người Việt Nam hay gì? Người Mỹ. Mỹ nha. Nhưng mà cái người Việt Nam là cái người mà không dịch tầm bậy đó, là cái người đó Việt Nam là chỉ là làm công nhân giống như chị thôi. Dạ dạ. Và cấp trên của chị là cái người Mỹ, cho nên cái người Mỹ đó người ta không có chịu mà giống như nghe ý kiến của mình. Mình đáng lẽ ra là một cấp trên quản lý công nhân thì người ta kêu mình vô trong phòng, người ta hỏi tại sao ông mày nói như vậy đúng không? Cái này bà không nói mình câu nào hết, bà kêu mình đi về thôi. Cho nên chị không biết là cái lý do tại sao mình bị đuổi về, cái chuyện gì mình chặt về cái gì đó. Thì bắt đầu chị mới làm thêm được 2 tháng rồi bắt đầu chị nghỉ, chị tự động chị nghỉ, chị qua bên cái hãng bây giờ chị làm. Cái hãng bây giờ là cái hãng cây mạch chả nó răng lắm, thì chị làm luôn tới bây giờ. Mà nói chung bây giờ chị cũng ổn rồi. Xong thì lúc đó chị buồn, thì ở trong nhà thờ cũng
có mấy cô đi đi nhà thờ đó thì cô mới thấy chị giống như là buồn, người con còn nhỏ vậy đó. Thì cô mới thấy cái anh này á, anh cũng nhỏ lớn, anh cũng không có gia đình đó. Cô mới nói là chị ơi, chị thấy con á buồn và nghiệp con thôi, giờ thấy thằng này nó cũng con lai giống như mặt mày thôi, bây giờ để tao làm mai nó cho mày, nó cũng là con nuôi của tao đó. Thì lúc đầu chị cũng không có chịu đâu, nhưng mà chị cứ cuộc sống em, cuộc sống mình bị thì nói chung mình cần một cái người đàn ông để mà giống như mình tâm sự. Nói chung thì lúc đó chị cũng buồn đủ thứ, lúc con còn nhỏ mà. Đi chạy xe mà chị không biết chạy xe đó, chị mở cái đèn pha đó mà cảnh sát á quay chị á hả, mà nó chỉ súng vô người chị 5-6 cây súng luôn á, mà chị vẫn không biết tiếng Anh luôn. Chị cứ giống như nó xét cả người chị luôn. Mà lúc đó mùa đông coi lạnh lắm, nhưng mà áo lạnh dày lắm, mà chị chạy xe mà chị chỉ mở cái đèn pha thôi đó, mà nó hỏi chị đâu có biết được trả lời đâu, chị cứ dắt dắt lâu lâu thôi, chị không biết ngoài ra câu thứ hai được chuyện gì luôn. Nó hỏi chị cái gì chị cũng không biết, chị nói dắt rồi xong có cái hỏi cái quát cái hỏi cái nô mà cứ như vậy, mà nó gọi cảnh sát là quá trời luôn. Mỗi hồi chỉ nhiều người thì nó chỉ dắt xuống đầy người chị chân luôn. Xong cái là tình cờ với cái cô này, cô đi làm ra đó, cô cổ mới thấy như vậy, cô mới là cô thông dịch, cô hỏi tại sao mà mày chỉ xuống cho người nhỏ này nhiều quá. Thì cái ông cảnh sát ông nói là nó thì nó mới nó hỏi là tại sao là mày làm như vậy. Thì nó nói là nó mở cái đèn pha mà nó giờ tao quay nó mà nó không ngừng xe. Nhưng mà thật sự chị không có nghĩ là cảnh sát nó quay chị đâu, tại vì lúc đó chị buồn lắm, chị lên xe chị mở nhạc chị nghe, thì nghe lớn mà khi mà đèn mà nó quay chị không có nghĩ là nó quay chị, tại vì hai chiếc xe chạy cùng với nhau á. Thì cái anh kia anh hỏi, anh Hà tôi kiếm xuống anh hỏi thấy cảnh sát quay em kìa. Cái chị mới quay qua chị nói không, nó quay anh đó. Cái nó không, nó quay em. Thì bắt đầu chị mới ngừng xe lại, thì cảnh sát đã tới sau lưng chị rồi đó. Như vậy mà hai cô cháu ngồi ở trên xe cảnh sát 4 giờ sáng. Thì bắt đầu cái cảnh sát mới nói là bây giờ tao chở nó về về chỗ sở của tao, đúng muốn cái gì thì sáng nhờ người thông dịch ảnh ra. Cái cô đó cũng mới nói không, mày thương nó đi, nó ba nó người Mỹ, nó qua đây nó chỉ có hai mẹ con nó, con nó còn nhỏ, nó ở nhà nó không biết mẹ nó đi đâu tội nghiệp nó, thôi mày tha cho nó đi, chứ thật sự nó đi làm chung chung hãng với tao mới vừa ra, con nhỏ này nó ở Việt Nam nó mới qua, nó không có biết tiếng Anh đâu, mày tha cho nó đi. Nó cũng ngồi cũng đặt hai cô cháu ngồi trên xe cảnh sát mà giống như là cứ nó cứ hỏi đủ thứ hết trơn, rồi mình đưa bằng lái rồi đưa số xã hội cho nó, thì nó chắc ra nó thấy chị là giống như không có một cái điểm gì hết. Thì nó mới nói là bây giờ tao tạm thời tao tha cho nó. Cái lúc đó chị cũng không biết được tắt đèn pha đâu, cái nó mới kêu chị á là mày lại mày tắt cái đèn pha. Cái chị mới nói với cái cô đó, cô nhờ nó là tắt đèn pha cho con, chứ con không biết tắt đó. Thì bắt đầu tắt cái đèn pha đó về, xong rồi là cái đèn pha gì, cái đèn xe chạy đèn pha đó hả? Không, cái đèn ở bên Mỹ này nó có cái đèn tiếp em, nó có cái đèn tiếp, nhưng mà mình mùa đông mà cái mùa mà giống như là sương mù á, mình không thấy được đường mà mình chạy đó, mình mới được quyền mở cái đèn pha đó. Chứ không phải cái đèn pha bình thường ở Việt Nam mình là cái đèn pha bình thường đúng không? Ở Việt Nam mình không có loại đó đâu, tại vì Việt Nam mình nó không có tiếp. Nó không có sương, ở Mỹ này nó có sương mù, nó có tiếp đó, là khi mà cái đó là gọi là khẩn cấp á, mình không thấy đường mình chạy á thì mình mới được quyền mình mở thôi. Thì lúc nào chị lên xe chị đâu có biết, mình chưa bao giờ ở Mỹ mà chưa biết chạy xe đạp thì làm sao qua biết chạy xe hơi. Cho nên cầm chiếc xe hơi mình chạy mình đâu biết gì đâu, cho nên cứ mở chạy xuống từ lúc mua xe cho tới ngày bị cảnh sát quay, cứ mở đèn pha chạy thôi. Chứ một bữa nó xui sao không biết, nó vô cái hãng nó quay luôn đó. Thì một lần đó xong rồi chị mới về, chị buộc quá, thì cái cô này cũng mới làm mai cái anh đó. Thì ban đầu thì chị cũng nghĩ làm bạn mình nói chuyện chơi thôi, nhưng mà thấy anh đeo quá với ảnh, giống như ảnh giúp cho mình đủ thứ chị, giống như là mỗi lúc mà chị cần cái gì đó, mặc dù ảnh cũng không có bằng lái, thì ảnh cũng bị lấy bằng lái luôn, ảnh cũng qua Mỹ, ảnh cũng con lai, ảnh cũng bị lấy bằng lái luôn, anh mấy chục năm nay ảnh cũng có bằng lái luôn, nhưng mà lúc nào chị cần thì ảnh cũng sẵn sàng, ảnh cũng giúp mình hết lòng vậy đó. Thì thành ra giống như chị cũng nói chung chị cũng nhẹ dạ, cho nên thương, nhưng mà ban đầu cũng định chưa có ưng đâu. Nhưng mà khi mà gặp mẹ ảnh đó, mẹ ảnh nó hỏi là sao hai đứa thương với nhau mà sao không tới với nhau, thì chị cũng tình thiệt, chị nói là chị cũng trình bày, chị nói là bây giờ là con cũng muốn là một cái lễ nhỏ nhỏ để mà ra mắt bạn bè, chứ con không có thích là giống như ở chung ở trại với nhau vậy đó. Thì bà mới tác hợp luôn cho hai đứa. Thì nói chung về duyên nợ nó không có được bền lâu em. Thì
nói chung thì chị cũng sống với anh này được, sanh ra được một thằng con trai. Thì lúc mà mua cái nhà này á, thì nói chung thì việc làm nó thì nó cũng bấp bênh, nhưng mà tiền mướn nhà thì nó rất là cao, lúc đó tới gần 20.000 một tháng. Thì chị thấy cả cái chủ nhà này người ta bán nhà nó rẻ, thì chị cũng bàn với ông xã chị nói thôi bây giờ mình mướn chỗ ở thì nó 1.700 một tháng, thì bây giờ người ta bán cái nhà này mỗi tháng mình trả có 500 thôi, thì mình cũng còn lời được 1.000 mấy. Yeah. Mình cũng để dành được mấy, nếu mà mình cảm thấy trả không nổi thì mình cho người ta mướn phòng thì để mình có thêm được cái thu nhập á. Nhưng mà ông nhất định ông không chịu, nhất định ông không chịu, ông nói mà nếu mà mua nhà thì ông cuốn đồ ông đi. Đó thì chị cương quyết chị mua cái nhà này. Thì hai chồng thôi nhau chứ không có một cái gì hết, nói chung hai chồng thôi nhau rất là không có một cự cãi một tiếng nào hết. Yeah. Chỉ là ông không thích được thôi. Yeah. Ông đi thì chị dọn vô cái nhà này, chị ở thì chị cũng cho ta mướn phòng. Mướn phòng được mấy năm thì chị cũng có một cái anh này anh vô anh mướn phòng, thì anh cũng thấy nói chung thì mẹ quá con tôi thì sống thì cũng ông thấy chị vất vả đó, ông cũng thương ông cũng sau này ông cũng sống chung, thì cũng có làm đám cưới nhưng mà không có làm với ông thú, không có làm với ông thú, nhưng mà ông cũng thương thì ông cũng mới vừa thôi chị thôi. Yeah. Ông cũng sống với chị nhưng mà ông có một cái tính là ông rất là nóng nảy. Yeah. Chị thì chị nhịn hết đi, chị rất là chị sống thì rất là giống như là nhịn nhục lắm chị, tại vì chị muốn vun đắp một cái gia đình. Yeah. Mình, nếu mà mình chết trong cái gia đình rồi thì mình muốn vun đắp, nếu mà chuyện không có cần thiết thì mình cũng không có cự cãi làm gì. Yeah. Chị rất là nhịn, nhưng mà chị đã chị tánh ông nóng lắm. Rồi ông đi về Việt Nam, ông mới quen với một cái cô này ở Gành Giá, cô này ở Gành Giá mà ông quen trên mạng, ông quen 4 năm mà chị không biết, tại vì nói chung chị ở Ngọc 7 năm, chị sống chung vòng 7 năm, nhưng mà dòng họ bên ông chị không biết một người nào hết, ông không cho chị biết một người nào hết, chỉ biết một mình ông duy nhất thôi. Mà chị cũng chấp nhận luôn, chị cũng coi như chị cũng chấp nhận chứ không hề hỏi han, chị không muốn là chấp. Thôi bây giờ cái câu chuyện chị nó rất là dài, thì cái em quay đây thì cái đoạn video thì nó cũng không có dài lắm, có khoảng 20 phút. Bây giờ chị muốn lên chương trình của em thì chị muốn kiếm thêm một người để bầu bạn nữa, thì tính tình sao chị, ý chị muốn sao chị nói hết cho đi. Thì nói chung giống như cái người đàn ông thì cái thứ nhất là thật lòng. Yeah. Cái người đàn ông phải thật lòng, phải chung thủy. Yeah. Chứ không có bay học tập rồi bay bướm rồi, cho nên chị cũng mới vừa chia tay ha. Buồn thôi. Yeah. Nó như vậy. Yeah. Mình cũng tìm một cái người thật lòng. Yeah. Thích như nghèo hay là xấu đẹp thì chị cũng không cần thiết, là tuổi thì cỡ chừng. Nếu mà chị thích cái tuổi là nhất là tuổi Hợi. Yeah. Tuổi Hợi là kỷ Yeah. Kỷ Hợi nó là tuổi Mùi. Yeah. Thì hai cái tuổi đó. Yeah. Còn ví dụ như người đàn ông thì phải sống là phải bao dung, ví dụ như là không có khắt khe, ví dụ như là tính nóng nảy quá chị cũng không có mỗi cái mỗi nói chị không có chịu nổi. Dạ. Yeah. Thì bây giờ nếu mà chị ân với yêu có một người Việt Nam thì chị có thể bỏ lãnh qua bảnh hay là chị về đây ở? Bỏ lãnh qua chứ. Dạ. Yeah. Thì nói chung thì nếu mà mình hợp tính tình đó thì chị sẵn sàng chị bỏ lãnh qua. Yeah. Ví dụ như hai bây giờ tại vì chị còn đi làm, chị không có về Việt Nam ở lâu được. Dạ. Yeah. Tại vì cái công việc của chị nghỉ được có 2 tháng, đó là cái phép của chị, nếu mà về được chỉ có 2 tháng thôi. Yeah. Đó chị làm cho tới năm chị, nếu mà chị khu sớm đó, chị được thai sớm thì 62 tuổi, đó là cái sớm của chị. Yeah. Thì lúc đó thì là hai vợ chồng muốn đi về Việt Nam, muốn đi về lúc đó là chị đã có thời gian. Yeah. Nhưng mà cái này là chị không có ở Việt Nam được thì. Yeah. Chị phải, nếu mà thật sự mà hợp ý với nhau đó. Yeah. Thì chị sẵn sàng chị. Yeah. Thì thôi thì em cũng cảm ơn chị đã đến chương trình của em kiếm kết nối yêu thương đó. Thì em cũng chúc chị được mau sớm được kiếm một người vừa ý chị đó. Thì khi nào mà em đăng cái video chị lên thì có anh nào mà muốn kết duyên cùng chị á
thì em sẽ cho số điện thoại để hai anh chị liên lạc với nhau đó, thì để tâm sự, để hiểu nhau hơn. Sau đó nếu mà cảm thấy chị thấy anh này hợp thì đến với nhau đó, thì lúc đó chị hả liên lạc báo cho em hay hả chị. Ok à, dạ. Thì trước khi kết thúc chương trình thì chị muốn nói lời nào với khán giả không? Thì chị cũng xin chào cộng đồng mạng, cô bác Trần Sa, anh chị em, tất cả cộng đồng mạng cũng như là giao lưu. Dạ. Rất là nhiệt, cũng đã bỏ thời gian ra để tiếp chị. Chị cũng cảm ơn em rất là nhiều, chúc em thành công cho cái chương trình này. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Thì sức khỏe và sự như ý. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Thì em Tiến cũng chào tất cả cô chú anh chị em. Tiến kết thúc cái video đây. Thì mong rằng cô chú anh chị em thích chương trình Tiến kết nối yêu thương thì hãy chia sẻ, và cô chú anh em nào có xem video thì phải xem từ đầu tới cuối, đặng hiểu cái anh chị đó muốn nói gì và muốn cái gì, để cho mình hiểu hơn, đặng mình mới đến với nhau được đó. Thì Tiến cũng cảm ơn tất cả cô chú anh em đã xem chương trình của Tiến thôi. Chào khán giả đi chị. Dạ, bye bye. Tiến chào tất cả cô chú anh chị em nha.